Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình Khui Siêu và test các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của kênh công nghệ TND. Các bạn ơi, trên bàn của mình đây đó là chiếc HP Omen phiên bản 2020 hoàn toàn mới, được trang bị cấu hình chip Zen cực kỳ mạnh, đó là Zen thế hệ thứ tư 4800 các bạn ạ. Con CPU này có đến 8 lõi 16 luồng kết hợp với Vega của NVIDIA, đó là GTX 1660T. Chiếc máy này hiện nay có giá bán trên thị trường khoảng 30 triệu đồng và là một trong những chiếc laptop gaming cao cấp nhất của HP. Bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ lâu, chúng ta sẽ khui hộp test xem có ngon lành hay không nhé. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ. Các bạn ơi, HP thì các bạn sẽ thấy này, cái hộp nó cũng khá là cho chút và cái logo hoàn toàn mới này. Chiếc máy này được nhập trực tiếp tại thị trường Mỹ với các bạn nhé. Đây là 19 tháng 10 này. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Máy còn nguyên sale, 3 cái sale của HP dán này. Còn đây là cấu hình của máy này các bạn này. Zen 7 này, 4800H này. Con CPU này cực kỳ khỏe, ổ cứng SSD 512GB RAM 8 này. Màn hình 15,6 inch Full HD và tần số quét là 144Hz, độ sáng 300 nit. Vega được sử dụng này, loa 3 ngò sen. Pin của con này 6 cell, dung lượng lên đến 70,9Wh. À, pin ngon đấy. Bây giờ này chúng ta sẽ tìm hiểu trong sản phẩm nào, khui nó nào. Sách hướng dẫn sử dụng của HP. Chà chà, laptop gaming đây sao? Sạc cũng rất là xịn luôn các bạn ơi, 200W này. Sạc Ovan, chân kim xanh. Cáp cắm dây nguồn độc lạ, các bạn sẽ nhìn thấy thiết kế mới hoàn toàn. Một viên kim cương màu xanh ngọc bích, logo của HP. Không biết tí nữa mình bật máy lên thì nó có sáng hay không. Và lắp lưng trên của máy làm hoàn toàn bằng nhựa các bạn ạ. Nhưng mà nhìn rất cao cấp đúng không? Nó không bị rẻ tiền. Và lề này, thiết kế cũng rất là thông minh. Bát chéo như này. Hốc tản nhiệt cũng rất là đẹp. Để hết khí nóng ra đằng sau. Thể thao, rất thể thao luôn. Mình thử mở thử bàn lề thế nào. Ôi, ngon các bạn ạ, êm ru luôn. Êm ru luôn. Và có thể ngửa được như này. Các bạn ơi, trọng lượng tổng thể của chiếc máy đó là 2,46kg các bạn ạ. Ồ, bên này vẫn có hốc tản nhiệt các bạn này. Hai cổng USB này, hốc tản nhiệt này. Mini DisplayPort này. Các bạn ơi, đây là cổng USB Type-C các bạn nhé. Các bạn biết sao cái hốc này nó lại hở như này không? Đó là bàn phím đấy các bạn ạ. Nó không bị chạm phím vào màn hình. Các bạn sẽ thấy là mặt trước của nó là một mặt phẳng này. Không có bố trí bất kỳ một cổng tín hiệu nào đằng trước. Ở bên này là cổng sạc này, cổng LAN này, cổng USB này. Có ký hiệu tia sét như này là các bạn có thể cắm vào để sạc được mà không cần phải bật máy. Cắm cáp để có thể sạc điện thoại di động, máy tính bảng. Cổng HDMI, cổng phone, cổng mic được tích hợp chuẩn giao tiếp 3.5. Còn đây là đầu độc thẻ các bạn nhé. Ai chà, bên dưới của máy này. Lâu lắm rồi mình nhìn thấy một chiếc máy gaming của HP nó đẹp như này. Hai quạt tản nhiệt nhìn rất là to luôn. Cái hai cái này thì để trên mặt phẳng, nó sẽ không bị cập kênh mà nó tuần hoàn không khí, hút không khí vào, đẩy khí nóng ra đằng sau. Và thậm chí ở bên này có một hốc tản nhiệt như này nữa, đẩy vào hai hốc loa. Bây giờ thì mình sẽ mở nội tạng bên trong của chiếc máy nó như nào nhé. Mời quý vị và các bạn đón xem. Các bạn ơi, cái lắp dưới cũng hoàn toàn bằng nhựa các bạn ạ. Đây. Các bạn sẽ thấy là HP họ thiết kế một bo mạch cực kỳ ok đúng không? Nhìn rất là ngon. Ái chà, hai quả ổ cứng của hai cái toàn tản nhiệt đồng này, ngon không? Con này thì chạy chế độ RAID song song hai ổ cứng. Nhưng mà trong máy nó chỉ có một ổ thôi các bạn nhá. Đều chạy chuẩn NVMe tốc độ cao. Pin của nó này, to phết này. Dung lượng của pin các bạn sẽ nhìn thấy này. 5833mAh này. Hai slot cắm RAM. Và RAM lưng trong máy này thì không phải là 32GB mà là 64GB RAM. 64GB RAM nâng cấp nhé các bạn nhé, không phải là 32GB. Hiếm có những chiếc máy game mà có thể trang bị lên RAM đến tận 64GB. Mặc dù là máy có hai slot cắm RAM nhưng mà với một que RAM 32GB chuẩn RAM DDR4 và boot máy chạy đang là RAM 3200. Đấy, các bạn có thể nâng cấp lên 64GB các bạn nhé. Con quạt to này là cầm màn hình này. Còn đây là CPU, quạt nhỏ hơn. Wi-Fi của nó đâu? À đây, Wi-Fi của nó đây các bạn nhé. Quạt rất là to luôn, không biết tản nhiệt có tốt không. Hai cái loa nó này. Bây giờ thì tớ sẽ lắp vào test này. Chiếc máy này duy nhất chỉ cho phép các bạn nâng cấp đó là RAM, ổ cứng. Các linh kiện khác onboard chúng ta sẽ không nâng cấp được. CPU, cầm màn hình đều onboard các bạn nhé. Các bạn mua máy thì các bạn phải chọn option ngay từ ban đầu. Với phiên bản này thì nó có chạy chip Intel, chip AMD
Vega thì mình thấy là GTX 1650 này, GTX 1660 này, RTX 2060 này, RTX 2070, RTX 2080. Rất là nhiều cấu hình và option cho mọi người chọn. À, bấm đẹp thật đấy. Cái này bấm lên máy tính này. Đẹp thế. Camera 720p các bạn ạ, hỗ trợ các bạn quay phim chụp ảnh nhá. Rất là nét luôn. Đặc biệt là lúc dịch bệnh như này thì chúng ta làm việc ở nhà, có camera này có thể học tập và làm việc trực tuyến cũng rất đơn giản. Các bạn thấy những chi tiết 3D này, nó làm sang thật đấy. Đây này. Cái này bên trên vừa tản khí nóng này. Ôi phím bấm cũng sướng này. Do cái phần tì tay này bằng hợp kim nhôm nên phím nó làm bấm rất là chắc chắn, mà các bạn thấy là led phân vùng RGB rất là đẹp này. Cái này chúng ta có thể tùy chỉnh được các bạn nhé. Chuột này. Đẹp, rất là đẹp. Phím bấm rất là sướng các bạn ạ. À, cái này này, bốn phím chơi game các bạn thấy là led nó còn màu khác luôn này. Đây các bạn ơi, nó có một nút cân chỉnh này, Command Command Center, đây này. Đây. Cái này rất là hay đấy. Nó sẽ loát vào các ứng dụng để chúng ta chỉnh. À, các bạn thấy chỉnh các phân vùng phím phiếc này. Đầy đủ luôn này. Hay đấy. Các bạn tìm hiểu cái này sau nhá. Mà nó sẽ có rất là nhiều các phần chỉnh chiếc đầy đủ hết bên trong này. Phím màu logo các kiểu này. Xem bên trong của nó là cấu hình phần cứng như nào nào. Đẹp, phải nói con này rất đẹp luôn. Bluetooth được trang bị trên máy là 5.0. Rất là nhanh, hỗ trợ các tín hiệu âm thanh và hình ảnh không dây. Đây là webcam này, HD camera 720p các bạn nhá. Ổ cứng được trang bị trong máy là Samsung này. Đây các bạn thì thấy là con Vega On này, AMD Radeon này, Graphics này, Vega RAID này, Nvidia GeForce GTX 1660T 6GB. Chà chà, các bạn sẽ thấy con chip cực kỳ khủng, 8 nói 16 luồng. Wi-Fi được trang bị trên máy là AX200 Wi-Fi 6, đây là Wi-Fi nhanh nhất, mới nhất hiện nay quý vị các bạn nhé. Chiếc máy này đều tích hợp tín hiệu các thiết bị không dây, đều rất là tốt. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0. À, các bạn sẽ nhìn thấy con CPU 8 lõi 16 luồng. Các bạn sẽ thấy tốc độ render của nó cực kỳ khủng khiếp luôn. CPU càng khỏe, càng nhiều lõi, càng nhiều luồng, nó hỗ trợ các bạn render càng nhanh. Cụ thể các bạn sẽ thấy là render một bức ảnh 3D cực kỳ nhanh luôn. Và khi bắt đầu chạy chế độ đồ họa thì các bạn nghe thấy là quạt bên trong máy bắt đầu hoạt động. Và tiếng quạt như này thì chấp nhận được, không quá ồn. Ái chà, biển số là 1846. Các bạn sẽ hỏi mình là RTX với cả GTX nó khác nhau gì? Ví dụ như là GTX 1660T thì nó vẫn là bộ nhớ GDDR6 nhưng chưa hỗ trợ Ray Tracing. Mặc dù đều là kiến trúc Turing các bạn ạ. Chưa hỗ trợ Ray Tracing nên nó Vega nó sẽ thấp hơn RTX 2060 nhé, và băng thông của nó cũng thấp hơn, nó chỉ có 12GB thôi. Trong khi đó là RTX 2060 nó là 14GB một giây. Điều cái là nhiệt độ của bọn AMD làm giờ mát thế. CPU như thế các bạn nhìn nó chỉ có 4 mấy độ, sợ thật. À, chạy mô phỏng rất là mượt mà luôn. Không hổ danh là dòng sản phẩm gaming cao cấp của HP. Rất đẹp, tuyệt vời. Đây các bạn thấy là sự kết hợp giữa Vega ở đây thì chúng ta sẽ thấy là GTX 1660T và cả AMD. Các bạn sẽ thấy là R7 4800H 6.12 luồng thực sự là chưa được tốt lắm nếu mà làm đồ họa mô phỏng. Bởi vì FPS chúng nó chỉ nhận được quả 91 thôi. Trong khi đó nếu mà kết hợp tốt với cả CPU của Intel chẳng hạn, nó kết hợp với GTX 1660T nó phải hơn 100. Các bạn có thấy là tốc độ ổ cứng của máy cực kỳ khủng. Con này là con PM981 này. Tốc độ đọc lên đến gần 3.6GB một giây và tốc độ ghi sấp xỉ 3GB. Đây là ổ cứng nhanh nhất, xịn sò nhất hiện nay các bạn nhé. Quá khủng khiếp, nhanh gấp 35 lần so với ổ cứng truyền thống bình thường. Bây giờ tớ sẽ test hiệu năng hoạt động của cả màn hình, xem nhiệt độ của chiếc máy nó như nào nhé. Nói chung là AMD vài năm nay thì quá tốt, nhiệt độ quá mát luôn. Đây các bạn thấy này, êm nhỉ, mượt mà luôn.
bạn nhìn thấy là CPU 1 nó đang ở nhiệt độ khoảng 50 độ C và CPU 2 nó khoảng 45 độ. À xin lỗi các bạn, là GPU 1 và GPU 2, mình đọc nhầm thành CPU. CPU là bộ lão trung tâm các bạn ạ, GPU là cả màn hình rời đấy ạ. Các bạn ơi, mình chạy khoảng 10 phút thì nhiệt độ của CPU và GPU các bạn sẽ thấy là bắt đầu dừng. Và nhiệt độ của GPU ở ngưỡng khoảng hơn 60 độ. Và được cái quạt hoạt động khá ô, khá êm. Trong khi đó thì GPU 1 ở bên trên thì có 62 độ. Nói chung nhiệt độ trung bình là trên 60 độ. Cũng chưa được, nếu mà như này tính ra thì chưa phải là mát mẻ cho lắm, bởi vì mình đã test trên một số dòng sản phẩm của Asus, hay đặc biệt là chiếc Legion 7. À Legion 5 các bạn ạ, nhiệt độ của nó chỉ khoảng hơn 50 độ C thôi. Nhưng con CPU này cái số lõi, số luồng nó rất là lớn nên có thể là nhiệt độ nó sẽ cao hơn. Đây các bạn thấy là nó chạy, khi bắt đầu quạt chạy ở chế độ turbo thì bắt đầu nhiệt độ giảm xuống. Nó khoảng hơn 60 độ C thôi. Và cả màn hình thì chỉ hơn 50 độ. Như này là cũng ok đấy các bạn ạ. Mát mà chạy rất là mượt. FPS chúng ta nhận được khoảng 82. Các bạn sẽ thấy là âm thanh của máy cũng rất hay. Và màn hình của máy thì điểm mạnh rất mạnh luôn. Độ sáng màn hình đạt 300 nits và tỷ lệ bao phủ màu 94% sRGB và 70% Adobe RGB. Âm thanh rất hay đúng không? Với màn hình IPS góc nhìn rộng. Mình nghĩ đây là chiếc máy 30 triệu có chất lượng màn hình, âm thanh tốt nhất dành cho các game thủ cũng như các bạn làm đồ họa. Âm thanh trong phòng hơn 20 mét của mình to, rõ ràng, không cần phải cắm thêm bất kỳ thiết bị gì. Nghe sướng. Việc xem phim giải trí trên chiếc màn hình này cũng quá là ok. Các bạn ơi, mình sẽ thử test video dựng 4K trên chiếc máy này qua phần mềm Adobe Premiere nhé các bạn nhé. 1, 2, 3. Chúng ta có một CPU 8 lõi 16 luồng. Chúng ta có một Vega đó là GTX 1660 Ti 6GB DDR6. Nhưng bạn sẽ hỏi là CPU nó khỏe này tại vì sao mà render này vẫn thua Intel? Bởi vì thực tế thì hiện nay cái AMD này, CPU AMD nó chưa được tích hợp hỗ trợ tốt để tối ưu cho phần mềm Adobe Premiere này. Nhưng mà với hiệu năng khỏe như này thì máy nó chạy thì cũng không chậm hơn quá nhiều. Các bạn sẽ thấy là Turbo Boost lên 4 chấm, hơn 4 chấm luôn này. RAM đang dùng hết hơn 6GB. Chiếc máy này nếu mà thực sự thoải mái thì các bạn cố gắng nâng cấp RAM ít nhất lên là bao nhiêu? 16GB nhá. Đây các bạn sẽ thấy là Vega On nó không được bổ trợ quá nhiều so với Intel. Nếu mà Intel thì chúng ta sẽ thấy là nó chạy cái Vega On này nó lên đến 100% luôn. Trong khi đó thì Vega rời nó chỉ tham gia xử lý có hơn 10%. Chiếc máy mà nhanh mình test con CPU chỉ cần 6 lõi 12 luồng mà GTX 1660 Ti nó mất khoảng 43 giây. Trên các dòng sản phẩm của Intel. Này này phải mất khoảng 1 phút khoảng 10 giây, 11 giây gì đấy. Chính xác là 1 phút 12 giây thì sẽ xong các bạn ạ. Không phải là quá tệ đúng không các bạn? Thoải mái edit dựng phim các bạn nhé. Bây giờ là đến phần chứng minh sức mạnh này của AMD với cả Vega này. Là chúng ta chơi game nhé. Zitco 4. Các bạn sẽ thấy là tựa game này có hình ảnh rất đẹp đúng không? Âm thanh của máy rất tốt luôn đấy. Màn hình của máy với tần số quét lên đến 144Hz và phiên bản cao cấp nhất thì là lên 300Hz các bạn ạ. Trên phiên bản là 10.1750H với cả RTX 2060 thì chiếc máy có giá bán lên đến 40 triệu đồng. À, chất lượng âm thanh tốt, hình ảnh đẹp. Chất lượng màn hình của nó ngon như này cơ mà, độ sáng 300 nits cơ mà. Với game này thì chúng ta chơi nó khoảng trên 70 FPS, 70 hoặc 90 gì đấy. Và nhiệt độ của CPU và GPU các bạn sẽ nhìn thấy là rất là mát luôn, nó chỉ khoảng xấp xỉ 60 độ. Cái âm thanh của máy hay. Với một cấu hình như này thì các bạn có thể cài hầu hết những cái tựa game có trên thị trường online hay offline. Các bạn lưu ý là game offline thì bao giờ cũng có hình ảnh nó đẹp hơn. Với nhiệt độ như này quá lý tưởng để chúng ta có thể chơi những tựa game nặng. Vâng thưa các bạn, chiếc HP Omen này đã làm mình không thất vọng các bạn ạ. Với một CPU cực kỳ khỏe, chất lượng màn hình tốt, bàn phím tốt và thiết kế bên ngoài các bạn sẽ thấy là cực kỳ đơn giản nhưng rất sang trọng và độ ngầu của nó nhìn cực kỳ ok. Với cái thiết kế bàn phím ở đây thì chúng ta sẽ thấy rất lạ mắt với các phím chức năng chứ không phải là dãy phím số. Nhưng nếu như mà chúng ta sử dụng các công việc văn phòng hay các bạn làm kế toán thì chúng ta sẽ cần thêm một cái bàn phím phụ có số đúng không? Nhưng ở đây
họ lại không thích hợp. Thì có lẽ là chiếc máy này nó định hình sẵn chủ yếu là mọi người có thể làm đồ họa cũng như chơi game. Pin trong máy cũng rất ổn và có thể duy trì dùng liên tục. Nếu mà các bạn sử dụng chế độ bình thường, độ sáng khoảng 50% màn hình thì có thể dùng được 3 đến khoảng 4 tiếng. Thì mình nghĩ đây là một chiếc máy game ok đúng không các bạn? Chất lượng âm thanh cũng rất ổn đúng không? Nhược điểm của máy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ thiếu đi cổng Thunderbolt 3, thiếu đi các bạn ạ, nó chỉ có Type-C thôi. Còn nếu như ở cùng phân khúc tầm tiền này thì hầu hết những chiếc máy bây giờ đều có Thunderbolt 3, thì nó sẽ hỗ trợ các bạn kết nối ra bên ngoài mạnh mẽ hơn, độ phân giải cao chẳng hạn này, và có thể cắm thêm cả màn hình rời từ bên ngoài. Nhưng chiếc máy này thiếu thì cũng hơi gọi là bỏ sót một chút. Nhưng với tầm tiền này thì mình nghĩ đây là chiếc máy có CPU mạnh nhất tại thời điểm hiện tại có trên thị trường, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như chúng ta sẽ nhìn vào một chút về việc dựng video, thì các bạn đều biết là CPU của AMD thì nó thiếu đi một số cái tương tác. Chính vì thế nên dựng nó vẫn chậm hơn một chút so với CPU của Intel. Các bạn sẽ thấy là máy nhiệt độ nó làm rất tốt, đặc biệt là CPU AMD bây giờ rất là mát luôn. Khi chúng ta chơi game nặng thì nó chỉ dao động ở nhiệt độ khoảng trên 60 độ C một chút thôi. Còn nếu mà làm các tác vụ bình thường nó chỉ hơn 40 độ. Đẳng cấp, phải nói là CPU với nó bây giờ đẳng cấp luôn. Máy được kết nối ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có Wi-Fi 6 này, có Bluetooth 5.0 này. Riêng với cái lối không dây thì chiếc máy cũng chả có gì để chê được, đúng không các bạn? Với tầm tiền này thì các bạn nghĩ sao? Nó chỉ có mức giá hiện tại nó khoảng 30 triệu đồng. Thì mình nghĩ đây là một dòng sản phẩm siêu phẩm, phải nói là siêu phẩm dành cho đồ họa. Đặc biệt các bạn mà dùng render chiếc máy này thì phải nói nó chạy quá nhanh với CPU 8 lõi 16 luôn. Chắc chắn nó sẽ không làm các bạn thất vọng. Vâng, thưa các bạn, chương trình trên tay và trải nghiệm dòng sản phẩm HP Omen với phiên bản CPU AMD thế hệ 2020 của mình xin đây là khép lại các bạn nhé. Nếu như các bạn đã trải nghiệm dòng sản phẩm này rồi, các bạn hãy để lại ý kiến của mình, chất lượng dòng sản phẩm và các bạn dùng như nào thì nói cho khán giả biết các bạn nhé. Rất cảm ơn tình cảm của quý vị các bạn, thì kênh công nghệ của mình đã đạt 100.000 sub rồi. Mình hy vọng là nhận được tình cảm của quý vị các bạn nhiều hơn bằng cách là quý vị đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm công nghệ mới nhất tại shop công nghệ TLD. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.